Dạ, máy máy Chí Hải xin kính chào tất cả các chị em mình ha. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh chị một cái con máy phù hợp cho anh chị mình là sử dụng gia đình nè, máy gia công nè, tổ hợp nè, mình học thiết kế mai nha anh chị. Đó, đường may tỉ mỉ sắc sảo ha, độ bền cao nè. Đó, máy dáng đẹp nha anh chị. Thì đời máy là Juki DDL 7000A-7 nha anh chị. Đó, máy này bên em đã được lên và lên đời nha anh chị. Lên cái mẫu hộp mới cho anh chị. Thì máy đã qua sử dụng, tình trạng máy là trên 85% nha. Máy này máy Nhật 100% nha anh chị. Cam kết cho anh chị là máy Nhật 100% nha. Máy Nhật thì phía sau lưng này có chữ Juki phát khắc dập ở sau lưng luôn nha anh chị. Đó, bây giờ em sẽ sơ phần bên trong cho anh chị xem ha. Bây giờ công tắc ốc on nằm đây, sử dụng là nguồn điện 220 ha. Bên em sẽ hỗ trợ bảo hành cho mình là 12 tháng nha. Anh chị mình yên tâm. Máy bên em cam kết cho mình là chính hãng Nhật, thì là con ốc nè, ký hiệu ốc là chữ Z nha anh chị. Và phía bên trong đây là có chữ Juki và chữ B1. Nếu mà bên em mô tả không đúng thì anh chị mình có quyền từ chối nhận hàng nha. Bên em là máy may Chí Hải nha anh chị. Địa chỉ bên em là 512/1 Trường Chinh, phường 13 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị. Bây giờ em sẽ test thử cho anh chị xem thử nghe tiếng máy nha. Máy im nha, ổn định nha. Bên em chính sách bảo hành là 12 tháng, máy điện tử cả chỉ. Mình may cả hàng mỏng và hàng dày rất là được nha anh chị. Đó, máy này đáp ứng cho anh chị mình ha, là sử dụng bền nè, lâu dài ha. Đó. Juki thì anh chị biết rồi, cái độ bền rất là cao nha anh chị. Đó, hàng Juki độ bền rất là cao và tùy chỉnh ha, lại mối nè và nút thưa dày nằm đây ha anh chị, chỉnh chỉ đẹp 6 độ bên đây ha, có cần tay lại mối nè và công tắc up on ở chỗ này ha. Đó, lại mối đầu lại mối đuôi và tăng giảm thông số lại mối nè. Đó, chạy chương trình thì anh chị mình có nhu cầu quan tâm đang tìm những dòng máy một kim Juki chất lượng thì anh chị mình liên hệ bên em ha, sẽ được hỗ trợ cho anh chị và tư vấn cho anh chị mình sử dụng những cái dòng máy đúng cách và đúng chất lượng nha anh chị. Mình đã bỏ số tiền nhiều rồi thì mình nhận lại một cái máy chất lượng nha anh chị. Đó, thì anh em sẽ cam kết đúng hàng đúng chất lượng. Đó, tránh trường hợp cho anh chị là mình là bị sai hàng nha. Bên em sẽ miêu tả đúng ở video và bên em sẽ gọi video phone trực tiếp cho anh chị mình xem. Máy nếu anh chị ở xa, nếu anh chị mình ở gần thành phố Hồ Chí Minh, anh chị mình ghé bên em để xem máy trực tiếp luôn nha. Đó, gần bên em thì xem máy trực tiếp và test máy ha anh chị. Mình ký hiệu dấu của máy trên mình rồi bên em sẽ giao cho mình ha. Anh chị mình ở xa thì anh chị mình chỉ cần cọc trước cho em thôi. Cọc trước cho em là 5% với chị máy thì bên em sẽ hỗ trợ đóng gói và bao ship cho anh chị mình. Khi anh chị mình tới nhà và nhận máy thì anh chị mình kiểm tra hàng, đúng máy giống chất lượng thì anh chị mình thanh toán phần còn lại ha. Đó, cảm ơn anh chị mình đã xem hết video. Anh chị mình có nhu cầu và đặt máy thì anh chị cứ liên hệ với công ty em ha và kết nối vào Zalo của tụi em. Thì em sẽ hướng dẫn và tụi em sẽ tư vấn cho anh chị ha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều đã xem hết video.